Từ nguồn tin của người dân, từ ngày 1 tháng 12, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã tiếp cận cơ sở tái chế nhất thải thành dầu diesel không phép tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Bên trong lò tái chế hàng trăm can, bồn chứa dầu nhớt bẩn được xếp la liệt chờ đưa đi tiêu thụ. Cơ sở tái chế này nằm giữa vườn thanh long và rừng keo, thưa thớt người dân sinh sống, cách quốc lộ 55B huyện Hàm Tân khoảng 3 km. Để qua mắt ngành chức năng, chủ cơ sở dùng tôn quay toàn bộ khu đất rộng hàng ngàn mét vuông để xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thực hiện các công đoạn hô biến nhớt thải thành dầu diesel. Thượng tá Phạm Văn Thắng, Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân xã Sông Phan kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở tái chế dầu nhớt trên, phát hiện do ông Nguyễn Trọng Hưng, sinh năm 1980, ngụ thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận làm chủ. Tại cơ sở, còn tồn 16 thùng phi nhớt thải chưa qua xử lý, 20 thùng phi chứa cặn nhớt thải đã qua xử lý, 9 thùng nhựa chứa dầu nhớt thành phẩm đã qua xử lý. Về quy trình sản xuất, dầu nhớt thải được ông Hưng thu mua từ các cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk. Về hồ sơ thủ tục đất đai, môi trường, chủ cơ sở chưa cung cấp được các giấy tờ có liên quan. Xét thấy hoạt động tái chế nhớt thải tại cơ sở do ông Nguyễn Trọng Hưng làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngành chức năng đã yêu cầu người này dừng các hoạt động kinh doanh, đồng thời đang củng cố các hồ sơ liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.